nghe để bớt nóng giận. Quý vị thân mến, đừng nên tức giận làm gì là lời khuyên chúng ta rất hay được nghe. Ừ thì ai chẳng biết là không nên, nhưng tâm lý thường thấy của chúng ta vào lúc nóng giận nhất là sẽ không có lý trí và dễ dàng buông ra những lời nói hành động làm tổn thương người khác. Thực tế, cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết, không hẳn phải là thẳng tính mà là thiếu bản lĩnh. Bởi suy cho cùng, tất cả cảm xúc tiêu cực của con người đều là sự phẫn nộ dành cho sự bất lực của bản thân. Nếu đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu sai, bạn không có tư cách nổi giận. Một người có cảm xúc ổn định, vẻ mặt thường sẽ ôn hòa, khiến người khác dễ chịu, giống như là được một cơn gió mát thổi qua, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Trái lại, một người động một chút là nổi giận thì ai gặp cũng không ưa nổi, tìm cách trốn tránh. Vậy làm thế nào để kiềm chế được sự nóng giận? Hãy cùng Triết Lý Cuộc Sống lắng nghe trong video ngày hôm nay để mỗi chúng ta có được một thái độ đúng đắn nhất, sáng suốt nhất khi đối mặt với những cơn giận, quý vị nhé. Thứ nhất, cả giận mất khôn. Thành Cát Tư Hãn là vị vua nổi tiếng của Mông Cổ, một nhà lãnh đạo lỗi lạc trong lịch sử thế giới. Lịch sử ghi lại, quân đội của Thành Cát đánh đến đâu thắng đến đó. Hầu hết quân đội và các thành phố đều sụp đổ trước sức mạnh áp đảo của quân Mông Cổ. Một buổi sáng nọ, Thành Cát Tư Hãn có nhã hứng nên cùng các thuộc hạ vào rừng gần lâu đài để săn bắn. Những người đi săn đều mang theo cung tên, nhưng nhà vua chỉ mang theo một con chim ưng mà ông yêu thích. Ông cho rằng nó sẽ bắt mồi nhanh hơn và chính xác hơn bất cứ mũi tên nào, bởi loài chim có thể bay vút lên trời cao và nhìn thấy mọi vật mà con người không thể thấy. Lùng sục cả buổi sáng, nhưng đoàn người không săn được gì cả. Đến trưa mọi người quay về chỗ cắm trại. Riêng Thành Cát Tư Hãn một mình rong ruổi cùng chiến mã tách đoàn đi riêng. Sau một ngày dài rong ruổi, nhà vua khát nước đến mức cổ họng như là có lửa đốt. Ông cho ngựa phi nước kiệu khi nhớ ra ở gần con đường mòn có dòng suối nhỏ. Thế nhưng trong sức nóng của mùa hè, mọi dòng suối đều khô cạn. Bỗng ông nhìn thấy dòng nước nhỏ chảy ra từ một tảng đá ngay trước mặt. Ông nhảy xuống ngựa, lấy ra chiếc cốc bằng bạc mà lúc nào cũng mang theo bên mình. Thật lâu nước mới chảy đầy cốc, nhưng vừa lúc ông đưa lên miệng thì con chim ưng bay lên và giật đổ xuống đất. Vị vua giận lắm, nhưng vì quá yêu quý con chim nên ông kiên nhẫn cúi xuống nhặt chiếc cốc lên, lau sạch bụi đất và tiếp tục hứng nước. Lần này, khi nước chỉ mới được nửa cốc, con chim ưng lại lao đến tấn công và làm đổ nước lần nữa. Không thể chấp nhận sự vô lễ của chim ưng, lần này ông rút kiếm ra khỏi vỏ, nhặt chiếc cốc và lại hứng nước. Một mắt canh chừng dòng nước chảy, còn mắt kia để ý con chim ưng. Ngay lúc ông có đủ nước trong cốc và sắp uống thì con chim lại bay lên và lao vào hất đổ. Tức giận, Thành Cát vung kiếm đâm thủng lồng ngực con vật mình yêu quý. Khi quay lại, nhà vua phát hiện chiếc cốc đã rớt xuống giữa khe đá hẹp mà không thể nhặt lên được. Nhất định ta sẽ tìm được nước uống từ con suối này, ông tự nhủ như vậy. Sau đoạn đường dài lội ngược lên thượng nguồn, Thành Cát Tư Hãn tìm thấy một vũng nước. Nhưng ngay ở giữa là xác con rắn độc. Nếu lỡ uống dòng nước kia, có lẽ ông đã chết. Nhà vua đứng lặng người, quên cả cơn khát và chợt hiểu thông tất cả mọi chuyện. Hóa ra, chim ưng vì cứu ông mới hết lần này đến lần khác làm đổ chén nước. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh xác con chim tội nghiệp đang nằm trên đất lạnh. Ông trở lại khe đá, nhẹ nhàng đỡ xác con vật tội nghiệp lên tay, đặt nó vào túi săn, rồi lên ngựa phi thẳng về cung. Sau đó, Thành Cát Tư Hãn đã ra lệnh làm một bức tượng con chim bằng vàng, trên cánh khắc dòng chữ đại ý là: thậm chí
Khi một người làm điều gì đó anh không thích, người đó vẫn cứ là bạn của anh. Cánh còn lại thì ghi, bất cứ hành động nào được thực hiện trong sự giận dữ đều là hành động đưa đến sự thất bại. Quý vị thân mến, khi tức giận, chúng ta thường không kiểm soát được lời mình nói, cách mình hành động. Thậm chí vì nóng giận, nhiều người rơi vào cảm xúc tiêu cực, hành động mất trí, làm đau bản thân, làm đau những người xung quanh. Khi tức giận, chúng ta quên đi mọi hậu quả, mọi nguyên nhân mà chỉ muốn xả cơn nóng giận trong mình. Hậu quả là tự bản thân gây ra những chuyện mà sau đó phải hối hận. Nhiều khảo sát thực tế cho thấy, hầu hết những vụ phạm tội va chạm, đánh nhau, thậm chí là giết người đều không hề lên kế hoạch mà thường là hành động bộc phát, tức thời trong lúc tức giận. Lúc đó, tâm trí họ dường như mụ mị đi, không thể nghĩ tới hậu quả sau đó là gì. Họ chỉ muốn làm gì đó để thỏa mãn cơn tức giận mà thôi. Người xưa vẫn nói, cả giận mất khôn. Lời nói và hành động trong lúc tức giận như là bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được. Tự mình làm mất cơ hội của bản thân, tự mình hủy hoại đi mối quan hệ của mình. Nhận thức được mối nguy của việc nóng giận, bạn cũng cần học cách nhận diện cơn nóng giận đang tới để biết giữ im lặng, không hành động bất kỳ điều gì khi bản thân không vui. Đừng để tay nhanh hơn não mà đẩy mọi chuyện đi xa. Có xin lỗi cũng đã quá muộn màng. Thứ hai, đừng làm gì khi đang giận dữ. Sự nhẫn nhịn, bình tĩnh, sáng suốt chính là yếu tố tạo nên thành công của mỗi người. Khi có được những điều đó, mỗi chúng ta sẽ nhìn nhận sự việc và những mâu thuẫn một cách thấu đáo hơn để biết cái gì cần thiết và cái gì nên bỏ qua. Có một thời kỳ, các vị samurai ở Nhật Bản nhận nhiệm vụ đòi nợ, thu tô đối với những người dân sinh sống trong địa giới của lãnh chúa mà họ phục vụ. Một lần một vị samurai đi thu nợ tại một nhà người dân làm nghề trải lưới, nhưng bị người này trì hoãn với lý do năm vừa qua làm ăn không được nên không có tiền trả nợ. Nghe xong lời giải thích, vị samurai tức giận định rút thanh kiếm ra để giết người đánh cá. Nhưng người này đã nhanh nhẹn nói, tôi cũng từng học võ và tôi luôn nhớ như in lời sư phụ nhắc tôi rằng không nên đánh nhau khi mình đang tức giận. Vị samurai nghĩ ngợi một lúc và chợt trùng lại. Sau đó ông không ra kiếm nữa và nói, câu nói của sư phụ ngươi thật là khôn ngoan. Ta cũng từng được sư phụ dặn dò như thế, nhưng không phải khi nào ta cũng nhớ và kiểm soát được sự giận dữ trong lòng mình. Thôi được, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cho thêm một năm để ngươi tìm cách trả đầy đủ số nợ. Lúc đó chỉ thiếu một xu thôi, chắc chắn ta sẽ không tha cho ngươi được nữa. Nói xong, vị samurai nhanh chóng quay trở về nhà khi trời đã khá muộn. Về đến nhà, ông đi rất nhẹ nhàng vì không muốn vợ ông thức giấc. Nhưng đập vào mắt ông lúc đó là hình ảnh người vợ đang nằm ngủ trên giường cùng với một kẻ lạ mặt, mặc bộ quần áo samurai. Ngay lúc ấy, sự giận dữ sôi sục trong lòng ông, mắt ông đỏ ngầu đầy tức giận. Ông nâng kiếm định giết cả hai. Nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai, đừng làm gì khi đang giận dữ. Vị samurai bất giác giật mình ngừng lại, hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy. Ông thực sự bất ngờ khi biết mẹ ông chính là người đang mặc bộ đồ samurai kia. Ông giận dữ hét lên, chuyện này là sao vậy? Suýt nữa thì con đã giết chết cả hai người rồi. Người vợ lúc này mới ôn tồn giải thích, vì sợ kẻ trộm lẻn vào lúc chàng không ở nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để dọa chúng sợ không dám lại gần. Một năm sau, như lời hẹn, vị samurai gặp lại người đánh cá thì được ông phấn khởi khoe, năm qua may mắn được trời phù hộ, tôi ra khơi kéo được rất nhiều mẻ cá to. Tôi đã có tiền trả nợ cho ngài đây và có cả tiền lãi nữa. Vị samurai mỉm cười đáp lại, thôi, ông cứ cầm lấy tiền của mình đi. Cách đây một năm, ông đã trả nợ đủ cho ta rồi. Món nợ ấy
đã được trả hết chỉ bằng một câu nói của ông đừng làm gì khi đang giận dữ. Giữ được sự điềm tĩnh trong lúc giận dữ không phải là điều dễ dàng. So với những kỹ năng khác, có lẽ đây là phẩm chất mà con người cần nhiều thời gian để rèn luyện mới có được. Trong điềm tĩnh ẩn chứa sức mạnh, nó cho thấy nội tâm mạnh mẽ của một người. Nhưng điềm tĩnh không phải là kìm nén giận dữ, một dạng chạy trốn xung đột, bên ngoài tỏ ra vẫn bình thường, trong khi bên trong sôi sục như là một nồi áp suất đóng chặt vung. Người cương quyết không lẩn tránh xung đột mà bày tỏ nhu cầu của mình, bảo vệ niềm tin của mình, trong khi vẫn tôn trọng suy nghĩ cảm xúc của người khác, không có những lời nói hành động hại nhục hay là đè bẹp người khác trong lúc tức giận. Họ điềm tĩnh mà cương quyết, có thiện chí đi tìm giải pháp trong tinh thần hợp tác. Đó chính là người vững vàng giữa biển giận dữ. Bởi suy cho cùng, nổi giận là bản năng, kiểm soát nóng giận chính là bản lĩnh. Thứ ba, buông bỏ, càng buông bỏ càng vui vẻ. Nhiều khi chúng ta cảm thấy bực mình vì có những chuyện thật hiển nhiên nhưng sao người kia lại không chịu hiểu. Tuy nhiên cuộc sống không chỉ có hai màu đen và trắng. Đúng sai cũng không phải là điều tuyệt đối. Hãy luôn giữ trái tim và tâm trí rộng mở để chấp nhận những điều khác biệt, bởi chúng ta không nhất định phải giống nhau. Cãi nhau đến cùng thì ai cũng làm được. Nhưng có mấy ai có thể buông bỏ cái tôi, buông bỏ tự ngã, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà cảm thông cho họ. Khi bạn mang trong lòng sự giận dữ, chính là bạn đang không thể buông bỏ đấy. Tức giận với người khác sẽ chỉ khiến cho bạn mắc kẹt trong cảm giác khó chịu, đau khổ mà thôi. Người duy nhất đau khổ khi bạn không muốn tha thứ lại chính là bạn. Hãy nhớ rằng, bằng cách tha thứ hay cảm thông cho người khác, điều bạn thực sự đang làm là giải phóng chính mình khỏi những cảm xúc tiêu cực. Hãy đặt mình vào vị trí của người kia và nhìn mọi thứ từ góc độ của họ để hiểu họ hơn. Vì vậy, đừng chỉ nói rằng bạn tha thứ cho ai đó, mà hãy hoàn toàn trút bỏ những cảm xúc trách móc và giận dữ đối với họ và tập trung vào những điều mang lại cho bạn niềm vui ở hiện tại. Buông bỏ sự tức giận giúp bạn sống trong trạng thái tâm hồn thanh thản hơn và giúp khôi phục lại sự cân bằng. Điều này cũng giải phóng bạn khỏi những căng thẳng không cần thiết. Suy cho cùng, chướng ngại lớn nhất của nhân sinh là bản thân. Nếu như không thể buông xuống cái tôi, xóa bỏ sự cố chấp của mình, bạn sẽ rất khó có được niềm vui thực sự. Tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống, kỳ thực chính là quá trình không ngừng buông bỏ. Bạn không thể nắm tay suốt ngày, và cũng không thể nắm giữ mãi sự cố chấp và tức giận trong lòng. Vậy tại sao không buông giận để bản thân được sống cuộc đời bình an hạnh phúc? Quý vị thân mến, giống như là vui, buồn, sợ hãi hay chán ghét, thì giận dữ là một trạng thái cảm xúc quen thuộc mà ai cũng đã từng trải qua trong cuộc sống. Việc giữ bản thân mình tránh khỏi những cơn giận dữ chưa bao giờ là dễ dàng, cho dù bạn là người giỏi kiềm chế để cảm xúc nóng giận không bộc lộ ra ngoài. Vẫn sẽ có lúc bạn cảm thấy không thoải mái khi nuôi một nguồn năng lượng tiêu cực như vậy trong mình. Dần dần, những cơn giận tích tụ có thể bào mòn sức khỏe tinh thần của bạn, khiến bạn trở nên khép kín và xa lánh. Hoặc tệ hơn là trút hết cơn thịnh nộ của mình lên một người nào đó. Vậy có cách nào để giải phóng nguồn cảm xúc tiêu cực này? Triết lý cuộc sống mách bạn 4 bước đánh tan cơn giận dữ. Bước 1. Áp dụng nguyên tắc 24 giờ xóa tan giận dữ. Nguyên tắc 24 giờ xóa tan giận dữ nghe có vẻ cao siêu, song lại rất là đơn giản. Khi bạn cảm thấy giận dữ, hãy suy nghĩ trong vòng 24 tiếng trước khi thể hiện ra bất cứ điều gì với đối phương. Trên thực tế thì nguyên tắc này có thể hiểu là bạn cho bản thân mình một khoảng thời gian để ngẫm nghĩ trước khi bộc lộ cơn giận ra ngoài. Trong quá trình đó, bạn có thể nhìn nhận khách quan hơn về vấn đề ai đúng ai sai và giải pháp tốt nhất cho cả hai phía là gì. Từ đó, bạn có thể thể hiện cơn giận một cách có lý trí thay vì để cảm xúc cuốn đi. Nếu 24 giờ trôi qua và bạn không còn thấy bất cứ cảm xúc tiêu cực nào trong tâm trí, nghĩa là
bạn đã đánh tan được cơn giận nhất thời của mình và giúp bản thân cũng như đối phương tránh khỏi một cuộc cãi vã vô nghĩa. Ngược lại, nếu 24 giờ không đủ để bạn xóa tan những cảm xúc tiêu cực mà cơn giận mang lại, có lẽ bạn cần đến các bước tiếp theo để có thể giải quyết vấn đề và giải phóng cơn thịnh nộ kia khỏi tâm trí một cách lý trí và đúng đắn. Bước 2. Nghĩ về những điều tốt đẹp bạn từng có với người đó trong quá khứ. Nếu cơn giận của bạn bắt nguồn từ những người thân thiết, hãy nhớ đến những điều tốt đẹp mà bản thân và đối phương đã dành cho nhau. Những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc này sẽ giúp gợi nhắc lại tầm quan trọng của mối quan hệ này đối với bạn. Và liệu những sai phạm hay bất hòa kia có đáng để đánh đổi cho sự quan tâm hay tình cảm hai bên dành cho nhau hay không? Từ đó, bạn có thể phần nào xua tan được một chút cảm xúc hằn học của mình và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Bước 3. Đi tìm nguyên nhân và giải pháp. Sự giận dữ có thể khiến cho bạn mở mắt vì những điểm đối phương làm cho bạn đau khổ. Tệ hơn, cơn giận còn có thể khuếch đại và đánh thức cả những cơn giận đã nguôi ngoai từ quá khứ. Vì vậy, để đối mặt và giải tỏa được cơn giận một cách có lý trí, hãy phân tích nguyên nhân thực sự đến từ đâu và hai bên có thể làm gì để giải quyết được vấn đề đang còn tồn đọng. Bằng cách phân tích, bạn sẽ tránh được trường hợp cảm xúc tức giận đi trước lời nói, gây tổn hại đến mối quan hệ giữa các bên. Bước 4. Gặp mặt trực tiếp và thẳng thắn trình bày vấn đề. Sau 3 bước trên đây, dù cơn giận có thể chưa nguôi ngoai thực sự, nhưng bạn đã có đủ lý lẽ và một tinh thần sáng suốt để chuyện trò cùng với đối phương. Lúc này, hãy cùng ngồi xuống, chia sẻ một cách thẳng thắn những phân tích của bạn để đối phương hiểu cảm xúc thật của bạn. Hãy lưu ý rằng, bạn cần thể hiện cho đối phương biết là mình đang cố gắng giải quyết mọi thứ một cách tích cực để đi đến kết quả rõ ràng, thay vì chỉ trích lẫn nhau và không dẫn tới đâu cả. Sau đó, hãy cùng nhau thảo luận và xác định những mặt cả hai cần khắc phục để tránh những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Quý vị thân mến, để cơn tức giận điều khiển, cuộc sống của bạn sẽ trở nên ngột ngạt căng thẳng, bệnh tật cũng từ đó mà ra. Cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ không liên quan đến địa vị hay sự giàu có, mà chính là từ tâm bạn mà thôi. Sống trong một biệt thự mà tâm trí bị sự tức giận bao phủ thì không khác gì sống trong địa ngục. Ngược lại, mặc dù phải ở dưới mái nhà tranh nhưng trái tim luôn ấm áp thì nơi đó chính là thiên đường. Hãy để bản thân làm chủ cảm xúc của trái tim mình. Với những điều tiêu cực tác động đến bạn, mắt có nhìn mà như không thấy, tai có nghe mà như không hay. Giữ cho mình một tâm thái bình thản, bao dung, yêu thương, bạn sẽ dễ dàng hóa giải được những mâu thuẫn với người khác. Kiểm soát được cơn nóng giận của bản thân sẽ giúp bạn ứng phó với mọi tình huống bất ngờ phát sinh trong cuộc sống. Ngược lại, sẽ khiến tâm trạng dao động theo sự việc, động mãi không yên. Người xưa có câu hòa khí sinh tài vận, con người chỉ cần có tính khí an hòa thì mọi việc đều thông suốt. Trong phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Làm Người. Một người ăn mày đến một điền trang, khi gặp nữ chủ nhân liền xin ăn. Người ăn mày này trông thật là tội vì bị mất một tay. Cái tay áo trống cứ đung đưa, ai trông thấy đều bố thí ngay. Nhưng nữ chủ nhân này không khách khí, bà chỉ vào đống gạch trước cửa nhà và nói: nếu giúp ta chuyển đống gạch này ra sau nhà thì sẽ có tiền. Tôi chỉ có một tay, sao bà nhẫn tâm bảo tôi chuyển gạch? Không cho thì thôi, việc gì phải hành nhau như thế? Bà chủ nhà không nói gì, cúi người chuyển gạch và chỉ dùng một tay. Bà nói: ông thấy đấy, ta không cần hai tay cũng chuyển được gạch, tại sao không làm? Người ăn mày lặng lẽ nhìn rồi cúi xuống bắt đầu chuyển gạch. Mỗi lần ông ta chỉ có thể chuyển được hai viên gạch, nhưng sau 2 giờ đống gạch đã được chuyển hết. Mồ hôi túa ra ướt đầm đìa. Bà chủ nhà đưa cho ông ta một chiếc khăn lau và 200.000 đồng. Người ăn mày đón lấy tiền và nói: cảm ơn bà. Ông không cần cảm ơn, đây là tiền công đã kiếm được do chính công sức của mình.
Tôi sẽ không quên bà, cho tôi được giữ chiếc khăn này để làm kỷ niệm. Người ăn mày cúi thật thấp để chào rồi lên đường. Nhiều ngày sau, lại có người đến xin ăn. Người này còn nguyên cả hai tay, nhưng khi bà chủ bảo chuyển gạch thì anh ta liền bỏ đi. Người con của bà chủ không hiểu liền hỏi mẹ. Lần trước mẹ bảo người ta là chuyển gạch từ trước ra sau, lần này lại bảo là chuyển từ đằng sau ra đằng trước là sao vậy? Gạch đặt sau hay trước đều như nhau, nhưng việc chuyển gạch với người này hay người khác lại không giống nhau. Sau đó cũng có vài người đến xin ăn, đống gạch cứ thế được chuyển từ trước ra sau, rồi lại chuyển từ sau ra trước vài lần nữa. Vài năm sau, có một người khách đến nhà bà chủ. Người này ăn mặc chỉnh tề, rất tự tin, chững chạc, như là một người thành công. Nhưng người này chỉ có một tay. Ông ta cúi thấp người nói với bà chủ nay đã già. Nếu không có bà, tôi vẫn sẽ chỉ là kẻ đi ăn xin, nhưng bây giờ tôi đã là chủ tịch của một công ty. Nữ chủ nhân hững hờ. Đó là do bản thân ông cố gắng mà thành đấy thôi. Người đàn ông mời bà chủ nhà đến sống tại một căn nhà trong thành phố cho tiện nghi và nhàn nhã, nhưng bà từ chối. Tôi không thể nhận sự giúp đỡ của ông được. Bà làm sao thế ạ? Vì nhà chúng tôi, ai cũng có hai tay. Thưa bà đã chỉ cho tôi thế nào là nhân cách. Ngôi nhà đó là công lao bà dạy dỗ tôi. Vậy ông hãy tặng ngôi nhà đó cho ai không còn cánh tay nào cả. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.